Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mảng Vân. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng dòng máy in nhạc của Apple Order có model đó là PTE110. Thì mọi người hãy cùng em theo dõi nhé. Đây là chiếc máy Apple Order của mình nha mọi người. Đây, thì trong hộp máy thì nó sẽ đi kèm một cuộn nhạc S cho mọi người. Còn máy này thì nó sử dụng pin 3A. Cái riêng lưu ý mà người lưu ý là cái pin 3A này thì thân máy không trong trong máy phụ kiện của máy không đi kèm nên mình phải trang bị riêng nhá. Sử dụng pin nhỏ này là pin 3A, pin remote pin 3A nhá. Đây, thì em đã chuẩn bị số đường pin này nó là 6 cục pin để lắp vào máy, thì em đã chuẩn bị sẵn rồi. Khi mọi người mua máy thì mọi người phải trang bị riêng cái phần này. Rồi, đầu tiên thì để mở máy thì mọi người có thấy ở đây có cái mũi tên ở đây, mình nhấn nhẹ xuống và kéo lưới sang đó thì mở được nắp máy ra. Thì đây là bên trong cái bộ phận nắp máy. Thì phía sau đây là cái khu vực để mình bỏ pin vào, thì mọi người có thể là nhìn theo cái ký hiệu của nó để mình lắp cho đúng chiều của pin, tại vì có pin nó có cực âm cực dương á, thì mọi người xem để lắp cho đúng cái ký hiệu của pin ha. Đó, tổng cộng là 6 cục nhé mọi người, hai lớp lớp trên lớp dưới. Mình lắp 6 cục pin vô trước nha. Đây, 6 cái pin, mình lắp 6 cái pin vô. Rồi tiếp theo là tới công đoạn đó là mình lắp nhạc. Thì đây là cuộn nhạc của mọi người nha mọi người. Hầu như nhạc bây giờ nó giống nhau hết. Về cái hình dạng này á, nó chỉ khác về kích thước với nhỏ thôi. Đây, mọi người có thể thấy cái khe nó ở đây này, cái chiều lắp người lắp sẽ lắp như thế này. Đây, từ trên xuống đây nó có cái lỗ, hai lỗ này để đưa vô đó. Nó chỉ có đúng một chiều này để cho mình lắp đặt được thôi à, còn mình xoay ngược lại thì nó sẽ không có lắp vô được. Đây, cái nhạc này nó sẽ hướng ra ngoài. Đây mọi người nhìn nào, đó vô đợi sát thôi đó. Như vậy là đã lắp ra xong, lắp pin và lắp nhạc khá là đơn giản. Lúc mà nhạc hết cần thay thì mọi người chỉ cần là mở ra như vậy là bỏ cái này đi rồi lắp cái hộp nhạc mới đó. Người bảo vô ha, đó bảo vô này, đẩy xuống này đó, rất đơn giản. Rồi mình đóng nắp máy lại, thì đóng nắp máy lại thì mình đóng bỏ vô cái gàm này trước, xong rồi là ấn mạnh vô nó sẽ vô rồi được rồi đó. Thì chiếc máy của mình đã lắp đặt pin và hộp nhạc xong. Tiếp theo thì mình đây có nút nguồn này, một số nút cơ bản thế này. Đây nút nguồn menu, rồi số nút EC thoát, nút di chuyển rồi OK, số tìm kiếm, rồi dưới này có một số nút, đây là điều chỉnh cái phông, không phải phông chữ mà cái dàn chữ, ví dụ chữ chữ lớn chữ nhỏ. Rồi đây là một số cái này là in nhạc dàn cuốn, rồi đây là dàn cờ rồi mặt ngoài, đây số thứ tự và dưới này là đây là cái bàn phím của nó mọi người này. Đây thì đánh số đi kèm với đó, thì đây là đánh tiếng Việt là có là sắc huyền hỏi ngã nằng này, E rồi chữ đờ các kiểu nhá. Đây bàn phím này, dưới này là mình có thể là chuyển cái ngôn ngữ. Đây là một số cái ký hiệu, còn cái này là Enter, cái này là dấu cách, cái này là Shift ha. Để mở nguồn thì mọi người nhấn cái này mở. Đó, nhấn cái nó mở nguồn lên luôn ha. Thì nó hiển thị cái trên cái màn hình đây thì khá là đơn giản. Mình muốn in chữ gì thì mình đánh cái chữ đó thôi. Ví dụ như in chữ Thế Giới Mảng Vân ha. Thế, chữ T này, H, chữ E, mọi người thấy không? Chữ E là trên này nó có cái mũ, đây là có chữ E này, đúng không? Dấu sắc là số 1 này, đó là chữ A, chữ Thế. Tiếp theo là chữ Giới, giới cũng tương tự như vậy nha mọi người. G nè, G nè, I nè, Ơ nè, Giới nè, chữ Giới số 7 nè, rồi dấu sắc nè, đó, chữ Y dài nè, đó, mã M, A, dấu ngã cũng tương tự đó. Đó thì nói chung là cái cách mình để mình đánh tiếng Việt này kia thì nó là như vậy đó mọi người. À, dấu nặng mã vật. Rồi còn dưới này là mình, nếu mà đây là em đang viết hoa ha, mình muốn viết thường thì mình chọn cái này. Đây, ví dụ như đang in theo dạng cuộn thì em sẽ nó sẽ chọn cái này, đang không tìm được cái này ha. Còn mọi người muốn in theo dạng cờ nó nghĩa là hai, nó sẽ in ra hai liên đó. Để in đó, sau khi mọi người đánh xong cái thì mình có thể là bấm in này. À, rồi em hướng dẫn thêm nữa ha. Để mà lấy một số ký hiệu, tại vì cái này nó có thể chứa được 200 cái ký hiệu, ký từ symbol giống như symbol á. Cho mình đây, mọi người click vào đây. Thì đây này, ví dụ như đây là những cái dấu chấm, dấu hỏi này kia. Còn nét qua này, đây dấu ngoặc này, nó có ghi này, đây là dấu đến dấu dòng này.
thì trong đó nó có nhiều cái biểu tượng khác nhau nữa, thì mọi người có thể ok vô để xem, dấu trên dưới này, toán học này, mũi tên này, tiền tệ này, Hy Lạp gì đấy, điền này, ví dụ như em chọn điền ấy à, ok này, thì trong điền này nó có nhiều cái biểu tượng khác của điền nữa, thì mọi người vô đây mọi người có thể chọn, ví dụ như em sẽ chọn cái này đi, ok ra cái này, rồi chọn một cái khác nữa đi ha, viễn thông này, ok này, đó ví dụ chọn cái hình cái hộp thư này, ok thì nó ra này. Thì đây là để mình cách để mình lấy những cái ký hiệu, trong này nó có hơn 200 ký hiệu, mọi người vô để có thể là lấy tùy theo cái lĩnh vực của mình để mình lấy cho nó phù hợp đó. Sau đó thì bấm in thì bấm cái này in thôi này. Đây nó đã in xong thì nó báo cho mình là cắt nhãn ha. Tại vì cái dòng này là không phải cắt tự động mà cắt bằng tay cho mọi người, nên mọi người phải nhấn cái dao cắt đây này, cái dao cắt này. Đó, nhấn nhẹ nhàng thôi, nó rớt xuống. Đây mọi người có thể thấy không? Này, chữ thế giới bảo vật này, cái mũi tên điền với cái hộp thư này, mũi tên bên cái ngành điền. Đây, đây giống y chang tên này. Thì đây là em đang viết hoa, còn ví dụ như em xóa cái này ha, mọi người muốn viết thường thì mọi người chuyển cái ngôn ngữ thành viết thường thôi, khá là đơn giản. Đây rồi ví dụ như cái này em ghi là cầu dao hay gì đó thì nó cũng ra đó, rất là tiện lợi để cho mình sử dụng cầm tay đó, cầu dao. Ví dụ như bên cái này em chọn thêm một cái biểu tượng gì đó nữa nha mọi người, nghe nhìn đi, em chọn đài ha, đó có nhiều cái biểu tượng lắm, nhiều cái khác nhau lắm. Ok, xong rồi mọi người cứ bấm in. Ví dụ như dạng nhãn cờ thì em chuyển sang dạng nhãn cờ để in này. Đó, dạng nhãn cờ bấm in để cho mọi người xem được cái nhãn cờ nó in như thế nào. Thì tùy theo cái mục đích của mình thì mình để mình chọn cho nó phù hợp. Đó, xong in xong cắt nhãn. Đó, ví dụ như vậy, nhãn cờ thì thường là mình cuốn vào một cái dây điện này của mình đó, xong mình in mình gấp lại như thế này. Đó, thì nó hai bên hai cái. Đây, đây là in dạng nhãn cờ. Thì cái này ví dụ luôn mọi người muốn in thì cái đối với cái dòng này thì nó là in được tối đa cho mình đó là hai dòng, hai dòng tìm điếu mà in thế này, rồi cho enter xuống, enter xuống hàng thì cái đây là có số 2, thì hai dưới này thì em ghi thêm ví dụ như là công tắc hay gì đó nha mọi người, ghi đó rồi in dẫn thường thôi ha, cuốn thôi ha, trong này bấm in đó thì nó sẽ ra hai dòng. À, cái này chữ quá dài để em đổi độ dài chữ. Cái này mình có thể là in được tối đa là 80 ký tự nha mọi người. Tăng cái kích thước nhãn lên, mình có thể điều chỉnh được cái kích thước nhãn để mình in ha. Tại vì nó này nó ngắn quá thì mình có thể điều chỉnh lên đây. Đây mọi người thấy nếu mình in hai dòng là nó sẽ ra như thế này, dòng trên dòng dưới, dòng này nó chỉ máy này chỉ in được hai dòng thôi mọi người đó. Mọi người có thể chọn nhãn cờ hoặc là nhãn cuộn để mình in cho nó đúng theo cái yêu cầu của mọi người. Đây mọi người có thể nhìn ha, đây nếu mình in hai dòng thì nó sẽ như thế này đó. Thì đây là một số cái bước cơ bản để mình in đó mọi người xem không? Ok, đây còn xuống máy thì như này em nói có một số phím mà mình cần quan tâm, ví dụ như đây là chuyển chữ này, hoa hoặc là thường này, còn đây là mình chọn cái ngôn ngữ của nó này, chọn tiếng Anh này hoặc là chọn tiếng Việt này, mình thấy nó hỗ trợ hai tiếng cho mình. Ví dụ mình chọn cái tiếng Anh tiếng Việt đây để mục đích là để mình xem cái hướng dẫn đó. Những cái hiển thị ở trên này đấy, nó là tiếng Anh hay tiếng Việt này đó. Nếu mà mọi người đã làm sai hoặc là muốn xóa thì đây này có dấu xóa này, có cái xóa này. Nếu mọi người không muốn hủy tất cả những cái gì đó, mọi người nhấn Enter thì ví dụ như em vào menu này, mà menu này này qua này, mọi người không muốn chỉnh cái gì trong này nữa, mọi người muốn quay ra ngoài, nhấn Enter để quay ra ngoài màn hình đó. Thì muốn tắt thì mọi người có thể là nhấn nút này để tắt này đó. Còn cái này là view này, sẽ để xem này. Đó, ví dụ nhà nhà cờ thì nó sẽ như thế này, và chuyển sang kia thì nó sẽ như thế này đó, tắt nhà em cái này dạng cuộn đó mọi người là ok này. Muốn xem thì nó sẽ hiển thị cho mọi người cái này là xem trước đó, cái gì dạng giờ xem trước đó, bấm in là bấm nút này nha mọi người đó. Thì đây là một số cái
cơ bản để mình sử dụng. Nếu như trong trong quá trình mà mọi người sử dụng á, thì nếu như mà trong một cái thời gian dài mà mình không sử dụng á, thì mình nên là tháo pin của cái dòng máy này ra cho mọi người. Tại vì đây là cái pin pin mình lắp đây là pin pin nhỏ này, pin 3 này, thì mình để lâu vài tháng vài năm gì đó thì nó sẽ bị chảy 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 cái nước, chảy cái nhựa gì đó ở trong cái pin này ra, làm cho là hư hỏng cái máy của mình. Nên trong quá trình dài, thời gian dài mà mình không sử dụng thì mình nên tháo pin ra. Đó, lắp đặt hay gì đó nó cũng khá là đơn giản tiện lợi ha. Này, bỏ vô cho cái nhấn mình xuống nó sẽ vô rồi, mở nguồn thì nhấn mở nguồn lên, rồi sau đó mình chọn cái loại dạng nhạc mà mình cần in. In dạng cuộn thì mình sẽ chọn dạng cuộn, in cơ, chọn cơ, in mặt ngoài hoặc là đi đánh số thứ tự thì mình sẽ chọn ở trên này. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng dòng máy in nhãn của Rode có model đó là PTE110. Thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm hoặc là mọi người có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới dòng máy này của hãng Rode thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.